Rồi, xin chào các em nhé. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài số 9, bài toán về thêm bớt một số đơn vị. Và trong tiết trước thì chúng ta đã tìm hiểu về nội dung là bài toán thêm một số đơn vị. Hôm nay, thầy và các em sẽ tiếp tục tìm hiểu tiết số 2, đó là về bớt một số đơn vị. Bây giờ thì mời các em mở sách của chúng mình ra trang số 37 nào. Đó, như vậy chúng ta sẽ đến với hoạt động tìm hiểu kiến thức nào. Các em cùng với thầy đọc để xem cách giải bài toán về bớt một số đơn vị như thế nào các em nhé. Rồi các em cùng lắng nghe để chúng ta đọc cái bài toán này. Bài toán: có 10 con chim đậu trên cành. Sau đó ba con bay đi. Hỏi trên cành còn lại bao nhiêu con chim? Bây giờ thì mời các em có thể bấm nút dừng video lại để chúng ta cùng đọc cái bài toán này. Các em đã đọc xong chưa? À, như vậy khi chúng ta đọc xong thì các em áp dụng những nội dung mà chúng ta đã học trong tiết 1 về cách để chúng ta giải bài toán. Chúng ta có mấy bước kem nhỉ? À đúng rồi, có 3 bước. Bước thứ nhất là chúng ta sẽ tìm hiểu và tóm tắt đề bài. Vậy thì chúng ta sẽ xem đề bài người ta cho mình những gì. Có 10 con chim, đúng không? Bay đi 3 con chim. Và người ta hỏi mình cái gì nhỉ? À, hỏi còn lại bao nhiêu con chim, đúng không? Vậy thì đó là đề bài người ta cho. Bây giờ chúng ta sẽ viết tóm tắt kèm nhé. Chúng ta sẽ có nè. Có là 10 con chim nè. Bay đi 3 con chim. Và còn lại mấy con chim? À, như vậy thì các em phải hiểu ở đây nè. Bay đi tức là bớt đi các em ạ. Giờ mình có 5 cái kẹo nè, mình cho đi. Cho đi tức là gì? Mình sẽ bớt đi đấy các em. Em có 5 cái kẹo, em cho bạn Mai 2 cái kẹo. Vậy thì hỏi em còn mấy cái kẹo? Vậy thì từ cái bài toán cái kẹo mà thầy nêu đó thì chúng ta phải hiểu nè. Cho đi thì sẽ là gì? Bớt đi. Như vậy ở đây 10 con chim mà nó bay đi 3 con chim thì còn lại là mấy con? Có nghĩa chỗ này sẽ là bớt đi nhá các em. Hiểu chưa? Đấy, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ dừng video lại. Chúng ta nghĩ xem lời giải và phép tính của bài toán này như thế nào. Có bay đi hay là bớt đi thì chúng ta sẽ dùng phép tính gì nhỉ? À đúng rồi, ở đây không dùng phép tính cộng nhá, mà chúng ta lại dùng phép tính gì? Tính trừ, đúng không? Vậy thì phép tính chúng ta xác định đó là phép tính trừ. Vậy thì lời giải người ta hỏi mình cái gì thì mình sẽ phải trả lời cái đó, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau viết lời giải và phép tính kèm nhé. Rồi, người ta hỏi mình là còn lại bao nhiêu con chim thì chúng ta sẽ trả lời số con chim còn lại là, được chưa? Các em sẽ lấy số con chim mà mình có nè, 10 nè, trừ đi số con chim bớt đi hay là bay đi, 3. Vậy thì 10 trừ đi 3 bằng 7 và đáp số là 7 con chim. Được chưa các em? Đấy, như vậy thì qua bài toán này, thầy lại nhắc lại cho chúng ta một lần nữa cách để chúng ta giải bài toán về bớt một số đơn vị. Trước hết, bước số 1, chúng ta phải đọc cho thật kỹ đề bài, phân tích xem đề bài cho mình những gì và hỏi mình điều gì. Đấy, ở đây sau khi chúng ta phân tích xong, các em sẽ viết tóm tắt bài toán có gì và hỏi cái gì, được chưa? Đó là bước số 1. Bước số 2, từ tóm tắt và đề bài, các em phải xem mình sẽ sử dụng phép
tính nào và viết lời giải ra sao. Đấy, sau khi chúng ta đã dựa trên tóm tắt của đề bài, chúng ta đã có phép tính thì chúng ta sẽ tiến hành thực hiện, đúng không? Đó là trình bày. Vậy thì chúng ta sẽ có lời giải số con chim, rồi thực hiện phép, phép tính và ghi kết quả đáp số. Được chưa các em? Đấy, như vậy thì cũng giống như bài toán về thêm một đơn vị, thì bài toán bớt một đơn vị các em cũng sẽ có quy trình làm là mấy bước? 3 bước các em nhé. Và nhớ đừng bỏ sót bước nào. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng những nội dung đó để vào phần luyện tập nào. À, hoạt động luyện tập nào. Các em cùng đọc với thầy nhé. Đàn, lợn, nhà An có 15 con. Mẹ đã bán 5 con. Hỏi đàn lợn nhà An còn lại bao nhiêu con? Đó, bây giờ thì các em có thể dừng video lại. Các em tự đọc đề bài một lần nữa các em nhé. Rồi, các em đã đọc xong chưa? À, như vậy các em đã đọc xong thì chúng ta phải tìm hiểu bài toán nè. Bài toán cho mình những gì? À, bài toán cho mình nè. Nhà An có 15 con. Về gì? Con lợn đúng không? Mẹ đã bán đi mấy con? 5 con. Này thầy nhắc lại nè. Bài toán cho mình nè. Nhà bạn An có 15 con lợn. Mẹ bạn bán đi 5 con. Vậy hỏi còn lại bao nhiêu con? Vậy chúng ta viết tóm tắt nè. Có nè. Con lợn, tức là chúng ta sẽ điền đây là bao nhiêu? À đúng rồi, 15 con lợn. Bán, bán ở đây tức là gì? Bớt đi đấy các em ạ. À, đã bán là 5 con. Vậy thì còn lại bao nhiêu con? Được chưa? Đó, thầy nêu lại tóm tắt nhá. Chúng ta có 15 con, bán đi 5 con, giờ còn lại bao nhiêu con? Được chưa? Rồi, từ tóm tắt này chúng ta sẽ nghĩ xem chúng mình sẽ dùng phép tính gì. À, đây, bạn nào quan sát sang bên này, ta biết ngay đây là phép tính gì? Tính trừ, đúng không? Có bớt đi thì chúng ta phải dùng phép tính gì? Tính trừ. Vậy bài toán hỏi gì? À, hỏi đàn lợn còn lại bao nhiêu con? Như vậy thì chúng ta sẽ trả lời số con lợn còn lại là. Được chưa? Các em sẽ lấy bao nhiêu? Số con lợn mình có là 15 nè. Trừ đi cái số mà đã bán hay là bớt đi 5. Vậy thì chúng ta sẽ còn là 10 con. Và đáp số là 10 con. Được chưa? Đấy. Như vậy chúng ta đã thực hiện xong về cái hoạt động này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng hai bài toán về thêm và bớt, tức là bài toán về thêm và bài toán về bớt, để các em cùng giải một số bài tập sau đây nhé. Rồi, chúng ta sẽ đến với bài tập số 1. Người ta yêu cầu nè, giải bài toán theo tóm tắt sau. À, như vậy thì ở đây là bài toán người ta chỉ cho mình tóm tắt, không có gì, không có bài toán ở đây, chỉ có mỗi tóm tắt của bài toán, nhưng mà chúng ta phải dựa vào đó để giải, đúng không nào? Đó, các em quan sát ở trên đây. Đây là một cái bức hình nè, các em thấy đây chắc chắn là gì? Là một cái khung cảnh có thể ở khu vực sông nước mà người ta đang đi đâu? Du lịch đấy các em ạ. Đúng không? Đi du lịch bằng thuyền đó. Đấy, có thể là gì? Ở khu vực Tam Cốc Bích Động. Đúng không? Hoặc là ở một số cái nơi nào đó mà có sông nước rất là đẹp như thế này. Đúng không? Vậy thì bài toán này người ta cho mình dữ kiện như thế nào? Qua tóm tắt nè. Có nè. 9 thuyền. Thêm 4 thuyền. Vậy thì có tất cả bao nhiêu thuyền? Các em quan sát bài toán này nhé. Có và thêm. Đấy, có và thêm nha. Như vậy thì đây lại liên quan tới
tiết số mấy các em? À đúng rồi, tiết 1 đúng không? Đây lại thuộc về dạng toán thêm một số đơn vị. Vậy thì thầy có thể nêu bài toán ngắn gọn như sau. Có 9 chiếc thuyền đang đi du lịch. Sau đó thêm 4 chiếc thuyền nữa. Hỏi có tất cả bao nhiêu chiếc thuyền? Đó, được không các em? Thầy nêu lại bài toán nhé. Có nè, 9 chiếc thuyền đang đi du lịch. Sau đó thêm 4 chiếc thuyền nữa. Hỏi có tất cả bao nhiêu chiếc thuyền? Đó, được chưa? Như vậy thì dựa vào đây chúng ta sẽ biết bài toán này sử dụng phép tính gì? À đúng rồi, bài toán này chúng ta sẽ dùng phép tính là cộng, đúng không? Vì sao? Thêm. Vậy chúng ta sẽ viết lời giải như thế nào các em? Người ta hỏi là có tất cả chấm 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 thuyền, tức là bao nhiêu chiếc thuyền. Vậy thì chúng mình sẽ viết lời giải đó là có tất cả số thuyền là, đúng không? Các em sẽ lấy số thuyền mình có là 9 cộng với số thuyền thêm, 9 cộng với 4 thì bằng 10, 13 thuyền. Và đây chính là đáp số nhá. Rồi, như vậy chúng ta đã giải được xong bài số 1. Và các em nhớ, đây là bài toán dạng thêm một số đơn vị. Được chưa? Bây giờ mình sẽ đến với bài số 2. Bài số 2 người ta cho như sau. Các em cùng đọc đề bài nhé. Trên xe có 14 bạn. Đến điểm dừng có 3 bạn xuống xe. Hỏi lúc đó trên xe còn lại bao nhiêu bạn? Đó, các em chú ý cái đề bài nè. Chúng ta phải đọc cái đề bài nhé. Trên xe có 14 bạn. Đến điểm dừng có 3 bạn xuống xe. Hỏi lúc đó trên xe còn lại bao nhiêu bạn? Được chưa các em? Em có thể dừng video lại, sau đó các em tự đọc đề bài của bài toán này nhé. Rồi, các em đã đọc xong chưa? À, như vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích xem bài toán cho mình cái gì? Cho mình có 14 bạn, 3 bạn xuống xe và hỏi còn lại bao nhiêu bạn? Đúng không? Thầy nhắc lại, người ta cho mình là có 14 bạn nè, 3 bạn xuống xe nè. Vậy thì hỏi còn bao nhiêu bạn ở trên gì? Trên xe. Rồi, vậy thì mình đã xác định xong được bài toán hỏi gì, mình sẽ viết tóm tắt các em nhé. À, như vậy thì bài toán cho mình trên xe có bao nhiêu? 14 bạn. Đến điểm dừng thì có 3 bạn xuống xe, vậy chúng ta sẽ trả lời là xuống xe mấy? 3 bạn. Vậy thì hỏi còn lại bao nhiêu bạn trên trên xe? Được chưa? Các em đã tóm tắt được bài toán rồi, đọc bài toán, tóm tắt bài toán rồi. Bây giờ các em cho thầy biết chúng ta sẽ dùng phép tính gì? À đúng rồi, chúng ta sẽ dùng phép tính cộng phải không? Sai, chúng ta sẽ dùng phép tính trừ nha. Chúng ta sẽ lấy số người ở trên xe trừ đi số người đã xuống xe thì sẽ ra số còn lại, đúng không? Đó, ví dụ các em đi xe, chúng ta thấy đầu tiên chúng mình có 5 bạn cùng đi. Đến trường thì có 2 bạn xuống, vậy thì trên xe còn mấy bạn? À, rõ ràng ta sẽ lấy 5 trừ đi 2, đúng không? Thì sẽ bằng bằng 3. Vậy thì bài toán này chúng ta sẽ sử dụng phép tính trừ. Và lời giải thì các em phải dựa vào người ta hỏi mình cái gì. Hỏi lúc đó trên xe còn bao nhiêu bạn? Vậy thì các em sẽ trả lời đó là số người còn lại trên xe, được không? Cũng được nhưng mà không hay, đúng không? Trên xe còn lại số bạn là, được chưa? Các em sẽ lấy cái gì?
14 là có 14 bạn trên xe. 3 bạn xuống xe tức là bớt gì? Bớt đi 3 thì sẽ trừ đi 3 bằng 11 bạn. Như vậy ở đây sẽ là 11 bạn. Đó, qua bài toán này chúng ta chú ý nhé. Xuống xe hay là bớt đi. Vậy thì bài toán này thuộc dạng bài toán bớt đi một số đơn vị. Được chưa các em? Rồi, như vậy thì trong ít phút thầy đã hướng dẫn cho chúng ta thực hiện bài số 9 tiết 2 bớt đi một số đơn vị. Và hẹn gặp lại các em ở bài tiếp theo các em nhé. Bye bye.